Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Quang Hải để lại khoảnh khắc thiên tài, Việt Nam tặng cho Malaysia bài học nhớ đời. Giữa thế trận bế tắc, cặp song Hải bỗng khiến tất cả sững sờ sau đường phất bóng sắc như dao câu của Ngọc Hải. Quang Hải súp nói điệu nghệ làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình. Vừa qua, một kịch bản ly kỳ như sự kỳ vọng của người Mã đã không xảy ra ở Mỹ Đình. Thế nhưng, không vì thế mà cuộc long tranh hổ đấu giữa Việt Nam-Malaysia thiếu đi sự căng thẳng, kịch tính, xen lẫn những dư vị thăng hoa. Trên sân Mỹ Đình, bản lĩnh của tuyển Việt Nam được thử lửa bằng toan tính đá phủ đầu của Malaysia. Chẳng phải là những chiến binh màu áo đỏ, chính những chú hổ mới là người nhập cuộc tốt hơn. Người Mã nhập cuộc đầy tự tin, như thể họ đã hoàn toàn quên đi cơn ác mộng ở Mỹ Đình cách đây gần một năm tại chung kết AFF Cup 2018. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam có phần bị lép vế về thế trận, thủ thành Đặng Văn Lâm, người tỏa sáng rực rỡ trong trận gặp Thái Lan, đã có liền hai tình huống khiến các cổ động viên ở Mỹ Đình phải hú vía. Đầu tiên, pha đẩy bóng ở tình huống phạt góc để cầu thủ đối phương uy hiếp khung thành. Chỉ hơn 10 phút sau đó, Văn Lâm tiếp tục có một tình huống mắc lỗi, nhưng may mắn là các cầu thủ áo vàng lại không thể tận dụng sai lầm đó để ghi bàn mở tỷ số. Chứng kiến hai tình huống bị đe dọa, chắc hẳn những cổ động viên nhiệt thành của thầy trò huấn luyện viên Park sẽ phải lo lắng hơn bao giờ hết. Thế nhưng sự lo lắng ấy cũng dần trôi đi sau khoảng nửa thời gian hiệp 1 thi đấu tương đối chậm chạp. Tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận, ngay lập tức Quang Hải đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới hàng thủ đội khách sau cú đá nối tung lưới Malaysia, song tiếc rằng đó là một tình huống mà ngôi sao người Đông Anh rơi vào thế việt vị. Ít phút sau khoảnh khắc mừng hụt ấy, Quang Hải đã dành tặng người hâm mộ một tuyệt phẩm bằng một khoảnh khắc thiên tài. Phút 40, cặp song Hải của tuyển Việt Nam đã có màn phối hợp không thể hoàn hảo hơn. Quý Ngọc Hải phước một đường bóng sắc lẹm để rồi Quang Hải trong một tư thế rất khó vẫn có thể ra chân đá nối ở góc hẹp, đưa trái bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực toàn của thủ môn Malaysia. Sau tuyệt phẩm ấy, thủ môn và một hậu vệ Malaysia ngồi thụp xuống nền cỏ xanh với gương mặt thẫn thờ như thể họ không hiểu điều gì vừa xảy ra. Chỉ cách đó vài bước chân, Quang Hải ăn mừng ngạo nghễ trong sự cổ vũ vô cùng nồng nhiệt của hơn 4 vạn khán giả tại Mỹ Đình. Với bàn thắng làm lưng vốn, tuyển Việt Nam chưa hoàn toàn chủ động ở khoảng thời gian sau giờ nghỉ. Ngược lại, Malaysia không còn duy trì được thế trận tốt những phút đầu tiên ở Mỹ Đình. Lối chơi của những chú hổ tỏ ra rời rạc hơn hẳn và không thể làm khó nổi Đặng Văn Lâm. Về phía Việt Nam, huấn luyện viên Park hoàn toàn có lý khi rút Công Phượng, người đã chơi không thực sự hiệu quả những phút trước đó, để đưa vào sân tiền đạo kỳ cựu Anh Đức. Chỉ ít phút sau khi được trao cơ hội, Anh Đức có cơ hội 10-10 để gia tăng cách biệt cho Việt Nam. Đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo Anh Đức 34 tuổi là dập trúng chân một hậu vệ áo vàng. Dù vậy, khoảnh khắc bỏ lỡ của Anh Đức cũng không khiến người hâm mộ phải tiếc nuối. Bởi phần còn lại của trận đấu, tuyển Việt Nam vẫn nắm hoàn toàn quyền chủ động và không cho đội khách bất kỳ một cơ hội nào để lật ngược thế cờ. 90 phút trôi đi, chỉ có một bàn thắng của Quang Hải được ghi ở Mỹ Đình, thế nhưng siêu phẩm ấy đã nhấn chìm người Mã. Siêu phẩm ấy cũng là lời khẳng định cho sức mạnh bản lĩnh của tuyển Việt Nam. Chắc chắn chiến thắng này sẽ tiếp thêm cho Quang Hải và các đồng đội sự tự tin và niềm cảm hứng để những chiến binh rồng vàng tiếp tục thi đấu thăng hoa trên chặng đường đầy khốc liệt sắp tới.